phân đó. Em bỏ Ngọc được. Ngọc, mình chung tim đúng không Ngọc? À, đúng. Muốn chưa? Cảm ơn lòng đẹp. Muốn chưa? Ngày hôm nay Huy đã có được anh ấy. Ớt tê cái lòng Huy. Một cái điều vô cùng bí ẩn. Đây là một ẩn số vì ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy được giá trị của anh ấy. Đây, nói gì cho ngầu đi. Tôi, chính tôi ngày xưa đó. Trời ơi trời. Trân trọng kính mời. Ủa Sam chưa có giới thiệu tên mà. Kệ Sam luôn. Rồi kệ Sam. Kệ Sam luôn. Trời ơi, còn mấy tuổi bà. Dạ cho con giới thiệu tên của con. Con tên là Thủy Thủ Mặt Trăng. Năm nay con 8 tuổi. Rồi bây giờ bên đèn bé Thủy Thủ Mặt Trăng là mời thêm ông Thủy Thủ Mặt Mâm này nữa anh chị. Ủa nói về cái mặt mâm thì mình nên nhìn lại cái mặt của mình anh ha. Không, đây là mặt bàn. Đây là mặt bàn. Thực ra thì em là ba của bạn đó. Dạ đây là ba của con, dắt con đi chơi. Hai cha con nhìn phúc hậu. Xin giới thiệu lại một lần nữa hai vị bình luận viên khách mời của chương trình, Ninh Dương, Lan Ngọc và XT. Và đến ngay với lại chọn đội, không biết là Ngọc với XT sẽ chọn về đội của vị bình luận viên nào. Thì lúc mà em ra em thấy anh có một cái bộ đồ rất là phù hợp với em, nhưng mà tại anh mập quá em sợ là ngồi trên cái ghế nó sẽ bị bập bênh á, nên em nghĩ đi em... về bên kia đi. Quá trời. Nhưng mà anh Huy ảnh không có nhiều kiến thức bằng đi anh. Đi qua bên kia đi. Ba đứa mình vô ghế ngồi một mình đó. Em bỏ Ngọc được. Không rồi, rồi thôi không cô chùm không trái. Bây giờ phải có người mà về đội tụi tôi chứ, bây giờ tụi tôi như bù nhìn vậy. Hai người yêu đương nhau rồi lôi cho lên chương trình nè. À, có một cái số đầu tiên cũng không giúp cho MC người ta đúng hoàn thành nhiệm vụ nữa hả? Đúng rồi. Em khổ quá mà. Số đầu tiên của em mới sao kỳ vậy nè. Nè mà chia đều ra được. Bắt anh Thành qua bên này đi, em qua bên anh Huy. Rồi đó, đúng rồi, đúng rồi, vậy đi. Ủa anh Huy đi đâu nữa vậy? Không muốn chung đội với tôi hả Huy? Thùng quá à. Tôi phải chung đội với bà chứ. Tôi muốn cho bà lời khuyên chứ. Hồi xưa em kể một câu chuyện cho mọi người nghe nha. Là em với anh Thiết nghe là thời chương trình của ít. Mình tiếp tục chương trình đi em. Và bây giờ cứ làm lẹ đi chú Huy. 10 gái mà con. Dạ. Trời 10 ơi. Gái nè chú Huy nè. Chú là chuyên viên thể thao mà. Làm đi. 1 Ngọc. Mình chung tim đúng không Ngọc? 3 4 5 6 7 Con sẽ làm 9 10. Yeah. Trời ơi hai cái gương mọc này tao nói nó móc còn hơn cái phim trường nữa thiệt á. Đến số trước gặp rồi đã không có ưa lắm mà sao mời lại vậy trời thiệt á. Anh Thành à. Sao cưng? Anh không thấy em mới mẻ hả? Sơ mi tím giống như cái tạp về bà ơi. Chỉ có là màu xanh lá là bị xa lánh thôi đó anh. Anh bị xa lánh leo. Bây giờ mình phải phân chia đồng đội lại. Vậy là lần này chúng ta quyết định đổi vị trí. Không, vẫn lấy Ninh Dương Lan Ngọc. Hả? Thà cho lời khuyên còn hơn bên kia im lặng. Có nữa không? Đâu, nó không hề im lặng. Mọi người à. Tôi không hề im lặng. Mọi người chưa thấy được giá trị của anh ta. Show ra liền, tập cho mọi người một khẩu hợp. Chỉ mọi người nhảy liền bây giờ. Ok. Uống lửa. Cái gì? Đây là, music. Đây là bước khởi động. Ok. Các bạn phải làm như cái hành động này. Hey. Âm nhạc. Nhảy đi. Nhảy đi bậy. Đó là cái gì nhảy? Bé nhỏ, bây giờ chú sẽ chạy một vòng quanh cái ghế này, hay là chú sẽ chạy một vòng quanh sân vận động, hay là chú sẽ chạy một vòng tại chỗ? Sân khấu.
Bạn nhỏ ơi, con có thích chơi lồng đèn không? Để chú Huy cầm cái lồng đèn chạy cùng được không? Ừ, được, lồng đèn. Bế cái lồng đèn lên, chạy cùng. Bế cái lồng đèn lên, đúng. Muốn chưa? Cầm cái lồng đèn. Khi đèn ông sao sẽ năm cánh tươi màu, can đầy rất dài can cờ qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm dần liên hoan. Nè nè, quá sức nè. Đó cho con thấy vậy thôi là đủ hay chưa? Nếu con mà về với đội của chú Thành với lại chú ST hả? Chú ST sẽ chỉ cho con nhảy. Con về đội của cô là có cô hát chung với con nè. Cô là con gái, cô biết hát bính nè. Cô biết cột hai chùm nè. Cô biết uống tóc nè. Cô biết chơi búp bê nè. Còn chú còn biết làm mặt nữa đó. Chú trang điểm giỏi lắm. Cô có biết làm thân không? À có. Thôi mình hát lại cái bài hồi nãy đi. Hồi nãy mình ra mình biểu diễn. Mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta hát mãi khúc quân hành tặc. Quá tuyệt vời con ơi, trên thế giới này không thể nào kiếm được người thứ hai như vậy. Không như vậy đâu con, không có một ca sĩ nào hát mà cái khẩu hình khi mở ra đẩy ba cái hamburger vô dừa lại dễ sợ thiệt. Em lấy hơi. Về đây với cô. Về đây nghe với cô. Đây nghe con. Một, hai, ba. Chưa được kiếm quý. Yeah, yeah, cảm ơn con nha. Mọi người ơi, như vậy gia đình chúng em vừa đón thành viên đầu tiên. Dạ, con gái đầu của tụi em tên là Lưu Diệp Phi. Mọi người hãy ủng hộ cho Lưu con gái Diệp đầu của mọi người em ơi. Nhớ bình chọn thật là nhiều. Dạ, vô chỉ có một đêm nay thôi nha mọi người ơi. Lưu Diệp Phi.